chết rồi con. Dám lấy điện thoại mới ra mở nè, chưa xin phép ai nè. Trong bóng tối tưởng tao không thấy hả? Tao quay lại hết. Ê, 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 đang làm gì đó? Đang làm gì đó? Dừng lại coi. Lấy ra coi, đang giấu cái gì? Không có giấu gì hết. Bóng Lê cũng không thể nào che giấu đi sự tội lỗi của Lê đâu. Thấy hết rồi. Rõ ràng ràng như vậy nè. Hình ảnh chắc nét luôn. Nè. Mặc dù là hơi đúng sáng. Ngừng cơm mà đừng có chơi nữa coi. Bực cái mình. Cái lúc có tò mò hồi sáng giờ ông Chung giấu gì không? Hồi sáng giờ ông Chung giấu cái gì á? Không tò mò. Thì không? Chắc không? Coi. Tôi lấy được chứng cứ anh nè. Có muốn coi không? Giờ sao có muốn coi không? Thôi đừng làm vậy ngại lắm. Đừng. Không, chắc đừng mà. Chưa. Đừng mà cái gì vậy? Chắc chưa? Vô đây ngồi. Nha. Vô coi xíu đi. Vô đây ngồi. Gì vậy? Gì vậy? Bộ face 5 pro. Trời ơi, nhìn cái nách má ơi. Ơi, vậy mà giấu bữa giờ. Ừ đúng rồi, ra mắt rồi mà ổng vẫn giấu mình. Không thể tin được. Giấu mình. Còn giấu. Ok, nói nha. Tinh tinh. Ê, có cái thẻ giống đợt Face 3 Pro được chứ nè. Ồ. Ok, cái thẻ này được. Chất lượng nhìn giàu có đấy. Trời ơi, vậy là mua cái này được cái thẻ đen hả? Đúng rồi. Không biết hả? Wow. Ơi, không biết. Dở. Trời ơi, đẹp dữ vậy. Đẹp quá. Chịu không nổi luôn. Ê, hôm trước tôi thấy nó có màu trắng nữa nhưng mà không có màu đen quá. Ê nè. Gì? Cái mặt lưng này là bằng kính hả? Không, tôi nghĩ là bằng gớm nha. Sao bằng gớm được? Vậy nó bóng vậy mà. Bóng thì sao trời? Nè, nghe cái tiếng đi. Nhưng mà cái thiết kế này nhìn lạ chứ. Kiểu tất cả những điện thoại bây giờ nó đều vuông vức, hoặc là nó đều hình chữ nhật, hoặc là hình vuông. Nhưng mà em này là kiểu méo méo, xiên vẹo vẹo kiểu này nè. Nhìn cũng lạ hả? Ấn tượng ấy chứ. Đợt Face 3 cũng y chang vậy luôn. Chỉ có điều là nó vuông thôi. Còn đợt Face 5 này thì nó xiên một chút xíu. Nhưng mà được cái nha, tôi cầm trên tay tôi thấy khá là ok luôn á. Kiểu nó nhỏ gọn ấy, nhưng mà nó vẫn không có bị kiểu mà nhẹ quá dễ bị rơi, hiểu không? Có nghĩa là cầm vẫn cảm thấy rất là chắc. Ê, mở vô chồng thử coi. Ok, đây. Nghe bảo là màn hình 120Hz LED 6.7 inch. To ha, màn hình. Màn hình đã ha. Nhìn quá ha. Ừ, mượt kinh khủng luôn. Nè, yeah, sướng chưa? Đây. Snapdragon 8 Gen 1. RAM có thể mở rộng lên đến 12GB. Ủa, cái này thì gần như là máy nào dạo này cũng có hết. Hình như là có chip dành riêng cho camera luôn, là Mary Silicon X. Nè, phiên bản này chạy ColorOS 12 nha. Android 12 luôn. À mà quên, hồi nãy coi tôi thấy cái gì không? Oppo Hasselblad. Biết Hasselblad là gì không ba? Gì? Thương hiệu mấy anh nổi tiếng đó trời. Ồ, như vậy là cái camera của máy này phải tốt lắm đúng không? Ừ. Cái tôi vô đây đi chụp chung với tôi coi coi là chụp đẹp không? Ừ. Lại nghe bảo là cái này chụp chiếu sáng là bị ok luôn á. Nào, ok, ờ thử coi. Ê Kato, nhìn nè. Lần đầu tiên thấy Kato sáng vậy luôn á. Trời ơi, cái camera như vậy mà nó còn nhận diện được Kato là có nghĩa là nó phải đỉnh lắm rồi á. Trời ơi, nói gì kỳ vậy? Ủa chứ không phải hả? Kato đen nhất cái văn phòng này còn gì? Ê, nhưng mà công nhận là camera với lại chụp hình đúng là nó sáng thiệt ha. À? Tất cả mọi tội lỗi của Lê đều thấy hết luôn. Gì? Cái gì tội lỗi của tôi? Kato cũng ở đây là Kato cũng đồng lõa với tôi là nói gì vậy? Gì gì? Ai đồng lõa với Lê? Anh Trung nhờ tôi dùng cái điện thoại này nè, quay lại những cái diễn biến bất thường trong tâm lý của Lê. Tôi không có gì thất thường hết, tôi hoàn toàn bình thường. Chứ giờ này lên đây làm gì? Tôi tò mò, các tôi tò mò hả? Đẹp không? Quá đẹp. Cái này mà không tò mò thì thôi, mình đẹp có màu trắng thôi, thôi đổi đi. Ờ, à, đâu ra vậy? Cái này hôm qua anh Trung nói là tôi có công trạng. Nếu mà tôi quay được Lê là tôi sẽ lấy tiền hàng luôn. Ở đây là đồng lõa với nhau, đừng có nói công ở đây. Không ai đồng lõa với Lê hết. Nè, anh Trung không thể nào mà cho người cái điện thoại gần 30 triệu vậy. Anh Trung nói với tôi là quay được cảnh Lê trong bóng tối là cho. Không, tôi tên anh Trung không thể nào mà thiên vị vậy được. Không, anh Trung nói với tôi. Anh Trung thương tôi hơn. Không, thật sự là như vậy đó. Anh Trung mà làm vậy là anh Trung thiên vị rồi. Anh Trung không thể nào mà bỏ rơi một đứa con gái xinh đẹp mà đi cho một người đen thui lùi thiếu tiền đồ vậy được. Ai nói gì? Cái gì cái gì? Ai tiền đồ thiếu? Chứ cả tôi không thấy cái tụi đen thui tụi lùi á, này nhìn đi. Trời đất ơi. Cái này nghe nói là gớm không? Ừ. Là bền đó đúng không? Ừ.